Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Chu Nguyên lúc này cũng định thần lại, khuôn mặt không ngừng toát ra vẻ hoảng hốt và kỳ lạ. Vừa nãy ánh sáng đen đó rốt cuộc là sao, nhưng hình như cũng không phát hiện ra gì khác thường. Lẽ nào là ảo giác? Không thể nào. Chu Nguyên lập tức dùng Thương Huyền Thánh Ấn dẫn động đại trận Hỗn Nguyên Chu Thánh. Vừa nãy đó là vị trí mà thánh tộc xác định ngươi. Truyền âm này đến từ Kim La Cổ Tôn đang chiến đấu kịch liệt với cổ thánh. Là giọng của Kim La Cổ Tôn. Chu Nguyên đừng thấy cổ thánh đi vào Thương Huyền Thiên rồi. Chỉ cần đại trận triệt để mở ra, bọn họ sẽ không thể không rời khỏi. Nghe được lời nhắc nhở của Kim La Cổ Tôn, Chu Nguyên thôi động đại trận, trận lên. Mọi người cẩn thận, nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Hai bàn tay đen khổng lồ trong hư không đang còn tập kích tới đây. Đây chính là công kích của cổ thánh, chẳng mấy chốc đại trận đã bị đánh thủng hai mảng lớn. Là cổ thánh của thánh tộc, quả nhiên là nhắm vào ta mà tới. Hai thằng đầu trâu mặt ngựa lúc này xuất hiện, nhìn mặt như mấy thằng khuyết tật dị dạng, quát to hỏi Chu Nguyên. Ngươi là Chu Nguyên đúng không? Những năm nay ngươi đã gây ra rất nhiều phiền phức cho thánh tộc của ta. Tên này là Ma Cật. Một sâu kiến, cuối cùng vậy mà trở thành thiên chủ của Thương Huyền Thiên. Lúc này nương nhờ vào thánh tộc, giao ra thánh ấn, giữ lại tính mạng cho ngươi. Thằng mông thối bên cạnh này là Hắc Chiếu, cổ thánh của thánh tộc. Thánh nguyên trước đây đã, bây giờ vậy mà lại có cổ thánh tới. Còn là hai người. Thánh tộc này là muốn hủy diệt Thương Huyền Thiên sao? Lúc này tám vị chư thiên thánh giả đột nhiên giáng lâm ở bên cạnh Chu Nguyên, đội hình này đập hai tên cổ thánh kia có hơi miễn cưỡng. Chu Nguyên ngươi làm tốt lắm. Sư tôn, chỉ dựa vào mấy tên song liên cảnh như các ngươi là rảnh rỗi đến đây sao? Mấy người chúng ta muốn lĩnh giáo uy thế của cổ thánh một chút. Vì thế nên đã tự tới đây. Đáng ghét lại là Tổ Long Đằng, khuôn mặt của Hắc Chiếu có chút hốt hoảng. Bên nay sư tôn của Chu Nguyên cũng bắt đầu phản kích, Tổ Long Hỗn Độn Diễm, diệt tự. Tám vị thánh giả đều đem tinh huyết của mình nhỏ vào trong đèn. Ngọn lửa hỗn độn dây tiếp theo hò hét mà tới. Không hay. Hai cột sáng hỗn độn đang còn dâng lên, đem Ma Cật cổ thánh và Hắc Chiếu cổ thánh trực tiếp nhót vào trong đó. Chu Nguyên lần này có thể vượt qua nguy cơ hay không thì phải dựa vào ngươi rồi. Cảm ngộ tinh thần, dùng ý chí của bản thân dung nhập vào thiên tâm, lúc đó ngươi mới được xem là nắm giữ Thương Huyền Thiên thật sự. Khoảnh khắc đó có lẽ chính là bước ngoặt để ngươi nhập thánh. Nhập thánh. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé.